viết đơn đến doanh nhân Miss Nguyễn Yến. Vậy thì chúng ta có thể là cho doanh nhân Miss Nguyễn Yến những bông hoa, những trái tim để gửi lời cảm ơn, gửi lời biết ơn đến doanh nhân Miss Nguyễn Yến, có được không ạ? Đã hỗ trợ chúng ta những cái phần quy trình rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Trong cái buổi tối ngày hôm nay để chúng ta có sao thực hành những cái thói quen mà không thể nào thiếu được trong những cái buổi Zoom được không anh chị? Ok. Rồi chúng ta nhấn vào cái chữ ok không? Vậy thì anh chị em mình chúng ta cũng dành toàn bộ thân tâm trí của chúng ta vào trong buổi Zoom này. Chúng ta tại câu lạc bộ cũng không kinh doanh cũng như là không buôn bán bất cứ một cái sản phẩm dịch vụ cho anh chị em mình trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Vậy nên rằng là chúng ta tập trung, đúng không ạ? Tập trung toàn bộ thân tâm trí của chúng ta để chúng ta có thể là sao nắm được những cái nội dung, và biết đâu rằng là những cái nội dung trong buổi Zoom ngày hôm nay đó có thể giúp cho anh chị em mình chúng ta có được một cái đường hướng, có một cái hướng đi, hoặc ít nhất giúp cho chúng ta nhận được một cái giá trị gì đó, có được không ạ? Vậy thì anh chị em mình chúng ta hãy nhanh chóng quay trở lại màn hình, có được không ạ? Hãy cho mình nhìn thấy anh chị em mình chúng ta trên màn hình đâu ạ? Và chúng ta học tập, phát triển và tập trung, đúng không ạ? Tập trung toàn bộ thân tâm trí của mình vào đây. Rồi, ok. Bao nhiêu số anh chị em mình chúng ta đã sẵn sàng cho buổi Zoom buổi tối ngày hôm nay rồi thì có thể giơ tay và nói tôi. Bao nhiêu số anh chị em mình chúng ta đã sẵn sàng để có thể tiếp nạp, nhận được rất là nhiều những kiến thức trong buổi tối ngày hôm nay rồi thì có thể giơ tay và nói tôi, đúng không ạ? Ok, cảm ơn anh chị. Và ngày hôm trước mình cũng đã chia sẻ cho anh chị em mình chúng ta thấy rằng là cái việc mà tiền nó đã đúng không ạ? Tài chính, tiền bạc nó gắn đến với cuộc sống, đời sống của chúng ta, và nó cũng là một cái phần ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất là nhiều, đúng không anh chị? Vậy thì sao ạ? Vậy thì khi mà chúng ta biết rằng là cái cuộc sống của chúng ta cần tiền, đúng không ạ? Đương nhiên mình cũng nói rằng là tiền là tất cả mọi thứ. Nhưng đúng không ạ? Cái việc mà tiền bạc nó gắn liền đến đời sống của chúng ta, và đặc biệt là nó gắn liền đến những nhu cầu của đời sống của chúng ta rất lớn đấy anh chị, rất lớn. Vậy thì chúng ta cần phải sao ạ? Chúng ta cần phải tập trung để gì ạ? Tập trung để có thể là mở rộng cũng như phát triển, cũng như là hướng tới cái sự tự do tài chính anh chị. Hướng tới cái sự tự do tài chính. Cái việc mà chúng ta hướng đến cái sự tự do tài chính đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn. Trách nhiệm và nghĩa vụ. Tại sao mình lại nói như vậy? Tại sao nó lại trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn? Đúng không ạ? Thế thì chúng ta có nghe cái từ là phú quý thì sinh lễ nghĩa không ạ? Chúng ta có nghe cái từ phú quý thì sinh lễ nghĩa không ạ? Tại sao nó lại là tại sao là phú quý là sinh lễ nghĩa? Bây giờ anh chị em mình đi ạ. Nếu như chúng ta sao ạ? Chúng ta dùng tình cảm, đúng không? Chúng ta dùng tình cảm chơi với nhau tuyệt vời. Nhưng nếu như mà sao ạ? Nếu như mà bạn không có tài chính anh chị. Bạn rủ bạn đi chơi chỗ này chỗ kia, hoặc là sao ạ? Mời bạn cho nó ăn bữa này bữa kia. Lần sau bạn có muốn mời họ nữa không? Bạn cũng muốn mời họ, nhưng nếu như trong tay của bạn không có tiền thì bạn cũng mời được họ không? Đúng không? Đúng không ạ? Vậy thì như nào ạ? Lúc đó sao ạ? Bạn muốn thể hiện cái tình yêu thương với một ai đó. Bạn muốn thể hiện cái tình yêu thương với gia đình của bạn, với người ví dụ như bà nội của bạn này, hoặc là sao ạ? Mẹ của bạn đi, hoặc là các bác của bạn đi, ví dụ như vậy đi, các cô các bác chẳng hạn, bạn thể hiện tình yêu thương bằng gì? Đâu ạ? Đương nhiên cái việc mà đúng không ạ? Những cái món quà anh chị. Những cái món quà đôi khi nó sẽ trở thành những cái gì ạ? Nó những là làm cho cái sự hạnh phúc, đúng không ạ? Những cái sự vui vẻ. Đương nhiên những nếu như trong gia đình ạ, ví dụ như mẹ mình chẳng hạn, mình chỉ cần về gặp mặt vui vẻ này kia, nó là một cái điều hết sức bình thường rồi, đúng không? Đúng không ạ? Nhưng tại sao mình lại nói là phú quý thì sinh lễ nghĩa? Những cái món quà anh chị đôi khi nó sẽ làm cho cảm giác người khác cảm thấy rằng là được trân trọng, được vui vẻ, cảm thấy được yêu thương, đúng không ạ?
Và đương nhiên cái món quà đó nó không phải là lớn hoặc là như thế nào hết, nhưng mà sao ạ, nếu như chúng ta không có tiền mà bây giờ chúng ta cơm lo từng bữa, đúng không ạ, cơm lo từng bữa, cuộc sống quanh đi quẩn lại vẫn mãi như vậy, chả có điều gì thay đổi cả. Kết quả thì bây giờ bữa được bữa không, suốt ngày đi mượn tiền thì điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta cần phải nhìn nhận về thực tế. Vậy thì cái việc mà chúng ta để trở nên tự do tài chính cũng như là chúng ta hướng đến cái việc làm giàu anh chị, để chúng ta đạt được những cái kết quả để lo cho mình anh chị ạ, để lo cho mình và gia đình mình có một cuộc sống tốt hơn anh chị, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ. Vậy thì chúng ta cần phải hướng tới sự tự do về tài chính anh chị, nó là một cái phần không thể nào thiếu đó. Vậy thì bây giờ mình nói ví dụ đi ạ, cái thước đo mà chúng ta nhìn vào một người khác chúng ta thấy giàu có là gì, đúng không, cái cách mà bạn đánh giá một con người họ thấy họ giàu có là gì, được xã hội này công nhận giàu có là gì, họ có một cái thu nhập tốt, họ có đúng không ạ, ở nhà họ có xe, họ có một cái cuộc sống tuyệt vời. Đó đó, họ có nhà, họ có xe, họ có một cuộc sống tuyệt vời. Đó là rất rất nhiều người họ đang có một cái góc nhìn như vậy đó, có rất nhiều người họ đang nhìn góc như vậy, mặc dù nhá, mặc dù họ chả có cho gì bạn cái gì cả, nhưng mà sao ạ, à mình thấy họ rất là giàu và mình rất là ngưỡng mộ, họ rất là ngưỡng mộ. Làm thế nào để mình sau này mình cũng giàu giống như họ, làm thế nào để mình có thể là sao ạ, à, kiếm tiền nhiều như họ. Mình không biết lý do tại sao mà họ có thể giàu như vậy, mà bố mẹ mình chăm chỉ, rất là chăm chỉ, mà tại sao không giàu được. Vậy thì những cái điều đó anh chị, trước đây mình cũng thế, những cái khi mà mình nhìn vào người khác, khi mà người ta có nhà có xe và người ta có một cái cuộc sống tuyệt vời anh chị, thì mình cũng cái điều đó nảy lên ở trong lòng mình ấy, là mình sau này mình cũng muốn là có một cái cuộc sống, mình cũng muốn kiếm thật là nhiều tiền anh chị. Nói đơn giản thôi, ngày xưa là mình đi ở nhờ anh chị, các bạn mình đi ở nhờ thì mình thấy rằng là sao ạ, con của các bác ấy uống sữa rất là nhiều mà mình thì chả có uống, đúng không ạ, vậy nên là sao ạ, mình bảo là sau này mình phải kiếm như thật nhiều tiền để mình cũng muốn con mình sau này giống như là mình cũng chỉ muốn là mình cứ kiếm nhiều tiền thôi, mình không biết phải làm gì hết, đi ở nhờ mà anh chị. Vì sao ạ, thì mình cũng thấy là mình muốn kiếm thật nhiều tiền để mà sao ạ, có một cuộc sống tốt hơn. Đấy, nó bắt đầu từ những cái suy nghĩ, từ những cái ý nghĩ rất là đơn giản là như vậy, nhưng mà sao ạ, từ những cái ý định ý, từ những cái ý định đó, từ những cái suy nghĩ đó, từ những cái điều đó nó hình thành và nó cho mình một cái động lực rất là lớn để tiến đến cái sự thành công anh chị. Và mình tin chắc là tất cả chúng ta đang ngồi ở đây đều có một cái động lực lớn nào đó, đúng không ạ, lớn nào đó để chúng ta bắt đầu cái hành trình của mình, bắt đầu tiến đến cái sự thành công và giàu có. Đôi khi chúng ta còn không biết nó như thế nào, nhưng chúng ta vẫn tin, chúng ta vẫn đi tìm, chúng ta vẫn đi tìm kiếm nó, có đúng không anh chị? Nhưng anh chị em ạ, nó luôn có thật anh chị, nó luôn có thật, nó luôn có thật anh chị, nó luôn có thật anh chị ạ. Đôi khi chúng ta chả biết rằng là cái sự thành công giàu có đó nó như thế nào, hình dáng của nó ra sao, nó như thế nào đây mình không biết, nhưng nó luôn có thật đấy anh chị. Nó luôn có thật và chúng ta cần phải tìm kiếm nó. Cũng giống như ở trong Kinh Thánh có nói rằng là hãy tìm là sẽ thấy, đúng không, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở, đúng không. Vậy thì bạn sao ạ, bạn phải hành động và tìm kiếm và đi trên để tìm kiếm nó, và chắc chắn rồi, đúng không, ở phía cuối con đường bạn sẽ tìm thấy nó, thưa anh chị. Đó, và mình vẫn đang trên cái hành trình đó, mình vẫn đang trên cái hành trình phát triển. Và chúng ta có biết không ạ, nhưng mọi người có biết mình giàu cỡ nào không, đúng không, bởi vì sao ạ, bởi vì cái việc mà cái quan niệm giàu có của mình anh chị, đó chính là mình trở thành một con người giá trị, và từ những cái giá trị đó mình có thể giúp đỡ và chia sẻ cũng như lan tỏa được cho đến rất nhiều người.
và định vị mình trở thành con người như thế nào. Còn không phải là về giàu có, về tiền bạc anh chị. Đúng không? Không phải giàu có về tiền bạc nha. Đó. Yes. Đó là cái suy nghĩ của mình. Nhưng anh chị em mình biết không ạ? Để có thể giàu có về tiền bạc á, nó lại bắt nguồn từ giá trị. Đúng không ạ? Tức nghĩa là bạn phải là con người có giá trị. Bắt nguồn từ điều đó trước đã. Bắt nguồn từ điều đó đã. Có nhiều anh chị em mình chúng ta có rất nhiều người có tiền đúng không ạ? Ở ngoài kia có rất nhiều. Có nhiều người có quyền đúng không ạ? Có rất nhiều. Đúng không ạ? Nhưng sao ạ? À, để vừa có tiền và vừa có giá trị thì sao ạ? À? Nó sẽ tốt hơn đúng không anh chị? Đúng không? Và đương nhiên rồi, để có tài sản, để trở thành một người giàu có thực sự anh chị, đó chính là con người có giá trị. Có giá trị anh chị, có giá trị. Vậy thì làm thế nào để bạn có thể xây dựng cái nền tảng giá trị cho bản thân mình đây? Làm thế nào đây? Yes. Bao nhiêu trong số anh chị em mình chúng ta mong muốn rằng chúng ta trở thành con người có giá trị thì giơ tay và nói tôi ạ. Ừ. Bao nhiêu trong số anh chị em mình chúng ta mong muốn rằng là chúng ta trước giờ anh chị chúng ta muốn giúp đỡ người khác, chúng ta chỉ cần bằng là chúng ta bỏ thời gian ra để giúp đỡ họ, chúng ta bỏ công sức ra để chúng ta giúp đỡ họ, chúng ta bỏ tiền bạc ra để chúng ta giúp đỡ họ. Có đúng là như vậy không? Yes. Có đúng là như vậy không ạ? Và giúp đỡ họ bằng cách đó thôi. Đúng không? Chúng ta giúp đỡ họ bằng cách đó thôi. Và chúng ta thấy rằng là đó là cái sự giúp đỡ bình thường. Giúp đỡ bình thường. Ví dụ bạn bỏ dành thời gian ra một cái điều gì đó đi. Bạn giúp họ, bạn giúp ví dụ như mà bạn làm cái gì đó cho họ, bạn bỏ thời gian công sức của bạn ra bạn làm cái gì đó cho họ. Bạn giúp họ ví dụ như đẩy cái xe hoặc là sao ạ? Mua dùm cái này, mua dùm cái kia hoặc là giúp cái này giúp cái kia hoặc là trong cái lúc họ họ khó khăn, họ hoạn nạn cái này kia, bạn bỏ tiền ra để bạn có thể hỗ trợ cho họ một phần nào đó. Đó là giúp, đúng không anh chị? Nhưng anh chị em ạ, cái sự giúp đó có mang lại sự giàu có đến cho họ không ạ? Ừ. Cái giúp đó, cái giúp bình thường đó, nó có mang lại cái sự giàu có đến cho họ không? Nó mang lại cho họ cái sự thay đổi gì không ạ? Và đôi khi rằng là chúng ta nhìn thấy rằng là giết thì giống như là mình là con họ luôn á. Giết rồi thấy được lúc nào thấy rảnh rảnh là bắt đầu là sao nhờ vả rồi là bắt đầu là lợi dụng đó. Kiểu vậy đó. Ừ. Thấy mình rảnh 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 nhiệt tình miết rồi cuối cùng là sao ạ? Nó vậy đó. Nhưng chúng ta không biết không ạ? Để trở thành con người có giá trị bắt buộc bạn cần phải phát triển từ bên trong trước đã. Nó chỉ đúng chính xác, nó chỉ tạm thời thôi. Vậy thì sao ạ? Làm thế nào để mình có thể sao ạ? Giúp đỡ một cách khác đi để cho họ có thể chúng ta giúp đỡ và thậm chí rằng là chúng ta giúp đỡ với quy mô cũng như là cái số lượng lớn hơn. Vậy thì chúng ta cần phải trở thành một con người có giá trị. Chúng ta cần phải một con người có giá trị. Có giá trị anh chị em ạ, có giá trị. Mang lại cái giá trị đến cho người khác anh chị. Mang lại cái giá trị đến cho người khác. Mang lại cái giá trị đến cho người khác. Thay vì sao giống như ở câu lạc bộ mình anh chị. Đúng không ạ? Thay vì mà chúng ta chỉ cho họ, đúng không? Cho họ một con cá. Nhưng mà chúng ta sao ạ? Sẽ dạy họ cái cách cách câu cá. Cái cách mà họ có thể tự chủ. Cái cách mà họ có thể tự bước chân ra ngoài kia để họ kiếm tiền. Biết cách để họ kinh doanh, biết cách để họ marketing, biết cách để họ sao ạ? Bước chân vào công việc kinh doanh mà họ tự tin để có thể bắt đầu để có thể làm việc anh chị. Đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái đó. Chúng ta sẽ hướng dẫn họ từ cái điều đó để họ có thể vững tin hơn trên cái hành trình của mình. Còn bây giờ ví dụ như hỗ trợ cho họ để họ bán một cái sản phẩm dịch vụ nào đó hoặc là giúp mua mua ủng hộ người một cái sản phẩm nào đó A B C D gì đó. Nhưng anh chị em ạ, họ có nhận được bài học không ạ? Họ không có nhận được bài học anh chị. Họ không nhận được bài học.
Ví dụ như bạn ví dụ như mình lấy ví dụ đi, có một bạn này, vì mình lấy ví dụ bạn A đi, bạn A này bạn ấy lỡ mua phải một cái miếng đất nó không có tiềm năng, nhưng mà bạn ấy dùng cái đòn bẩy, bạn dùng cái đòn bẩy là sao ạ, cao quá, bạn dùng đòn bẩy cao quá, vậy nên là sao ạ, bạn không có đủ sức để trả cái chi những cái chi phí đó, vậy nên là bạn bắt buộc bạn phải bán ra, mà bây giờ bán ra là lỗ rất là nhiều, nhưng bắt buộc phải bán, nhưng bây giờ bán không ai mua, thì bây giờ sao ạ, bảo rằng là mua giúp, mua dùm, theo anh chị mình ok, miếng đất đó vừa tầm thì ôi thức ok có thể là hỗ trợ được, nhưng theo anh chị em mình rằng là cái người đó có nhận ra được bài học không anh chị, họ có biết họ sai ở đâu không anh chị, không, không biết họ sai ở đâu hết, họ không biết họ sai ở chỗ nào, để làm gì ạ anh chị, để họ có thể thay đổi, và cái quan trọng nhất là anh chị em ạ, cái bài học quan trọng nhất đó chính là họ mất tiền nhưng họ không biết lý do tại sao họ mất tiền. Cũng giống như cái việc mà họ chúng ta kinh doanh, chúng ta đã kinh doanh rất nhiều lần, chúng ta kinh doanh rất là nhiều năm, chúng ta mất tiền nhưng không hiểu lý do tại sao mà chúng ta không có thành công trong cái việc kinh doanh được. Và chúng ta bảo là chúng ta không có duyên với cái việc mà bán hàng. Được không ạ? Vậy thì điều đó đến từ đâu ạ? Vậy thì chúng ta cần phải xác nhận rằng là chúng ta cần phải xây dựng một nền tảng kiến thức trước đã. Và từ những cái tri thức, từ những cái kiến thức đó, nó kiến tạo nên cái giá trị của bạn. Lúc đó bạn mới là người có giá trị được. Bạn lúc đó bạn mới bắt đầu là sao ạ? Mang cái những cái điều đó, mang cái trí tuệ đó, mang cái kiến thức đó giúp đỡ người khác, anh chị. Được không ạ? Chúng ta có đồng ý với mình cái điều đó không ạ? Bao nhiêu số anh chị em mình chúng ta theo kịp được cái điều này thì giơ tay và nói tôi. Yes. Đúng không ạ? Đơn giản không? Có rất nhiều các anh chị là chúng ta ở đây mà chúng ta kinh doanh mà chúng ta nhập hàng về, chúng ta nhập hàng mà chúng ta nhìn thấy cái đống hàng của chúng ta thấy chán luôn không? Có không ạ? Chúng ta nhìn thấy đống hàng của mình mà chúng ta sợ, chúng ta không biết là đến bao giờ chúng ta mới bán được không? Chúng ta nhìn tức là chúng ta cũng muốn kinh doanh, chúng ta cũng muốn làm giàu, chúng ta cũng muốn rằng là làm thế nào đó để giúp cho mình, để giúp cho cuộc sống của mình phát triển hơn, mình đã sao ạ, mình đã đốt thuyền đốt bò các thể loại rồi để mà sao ạ, gom tất cả vốn để mà bán hàng, để nhập hàng để về bán, nhưng mà chúng ta đôi khi chúng ta nằm chúng ta trần trọc nhìn vào đống hàng, chúng ta không biết phải làm sao cả, đúng không? Và cho đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng không biết được lý do tại sao mà chúng ta không có thành công, không biết lý do tại sao mà chúng ta không có thành công, không biết lý do tại sao mà chúng ta không có bán được, không biết lý do tại sao mà chúng ta vẫn chưa đạt được cái kết quả đó, trong khi đó có rất nhiều người ngoài kia họ đã làm được, họ vẫn làm được, họ đạt được những cái kết quả mà bạn mong muốn, bạn không biết, còn bạn không biết tại sao. Vậy thì gì ạ, mất tiền không có đáng sợ, mà chúng ta không có nhận được bài học, cái điều đó mới là cái đáng sợ anh chị. Chúng ta không biết lý do tại sao mà chúng ta sao ạ, thôi đừng có gửi link nữa, trời ơi thôi đúng không, gửi link làm gì đúng không ạ, bạn vào cộng đồng người khác bạn gửi link chi ấy, cái việc mà chúng ta các bạn gửi link nhá anh chị, đương nhiên ở trên Zoom cộng đồng mình không có khuyến nghị anh chị em mình chúng ta vào Zoom vào link nhá, đúng không ạ, một số những anh chị em mình chúng ta gửi link gửi liếc này kia anh chị đâu ạ, là mình không có chịu trách nhiệm đâu ạ, gửi link rồi là thông tin này kia đôi khi chúng ta vào trong đó mình đâu có biết đâu, mình tạo ra buổi Zoom cộng đồng để nhằm mục đích là trao giá trị để mà tất cả những anh chị em mình đang muốn phát triển bản thân, đang có một cái môi trường để phát triển thì mình sao ạ, lên Zoom như này người thật việc thật gặp gỡ anh chị chúng ta ở trên này để trao giá trị
không ạ? Còn đương nhiên vào trong những cái Zoom khác, group khác nữa, đôi khi mình không có biết. Vậy nên là sao ạ? Mình khuyến nghị anh chị em mình chúng ta không có nên vào vào link Zoom linh tinh, đúng không ạ? Còn vào 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 cái group linh tinh ha, đúng không ạ? Đôi khi nhiều anh chị em mình chúng ta vào không biết nữa, tưởng là câu lạc bộ mình á, lúc đó là không không có hay anh chị. Và đôi khi anh chị chúng ta cũng thấy rằng là có rất là nhiều người đang sân sàn tài chính đúng không, cũng như là kêu gọi đầu tư anh chị. Câu lạc bộ trí tuệ ưu tú không có kêu gọi đầu tư nha anh chị, không có kêu gọi đầu tư nha, đâu ạ, không kêu gọi đầu tư. Và có rất là nhiều anh chị em mình chúng ta trong cũng học ở câu lạc bộ mình, nhưng mà sao ạ, đôi khi là chúng ta mong muốn kiếm tiền, chúng ta khát khao có giàu nhanh anh chị, chúng ta đi đầu tư sân sàn tài chính mà chúng ta không có cái sự ý kiến, chúng ta không có sự trao đổi, chúng ta không có cái sự tham vấn, chúng ta không có thèm hỏi ai hết á, đúng không ạ? Bạn vào trong câu lạc bộ trí tuệ ưu tú đúng không, bạn có thể đầu tư một vài tỷ cho một người không không có giúp đỡ gì bạn hết á anh chị em ạ. À, có rất nhiều người nha đầu tư một vài tỷ, một vài trăm triệu, 500-700 triệu cho một người không có giúp đỡ gì bạn hết á, bạn sẵn sàng bạn đầu tư ngay, nhưng một lời hỏi, một một cái điều mà bạn hỏi người khác bảo ở cái này có đầu tư được không, cái này kia có đầu tư được không, cái này nó thế nào, bạn 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 không thể hỏi luôn đó. Bạn không thể hỏi luôn đó. Rồi đến lúc là sao ạ, cái điều không có tuyệt vời nó xảy ra, nó quay lại hỏi làm thế nào để lấy tiền, vâng chúc bạn may mắn lần sau đó, thế thôi anh chị, bạn chúc bạn may mắn lần sau, thế thôi anh chị. Ừ. Đó. Vậy thì chúng ta từ sau cái việc mà chúng ta nhìn thấy, từ cái việc mà bạn ý gửi link như vậy, thì mình cũng cảnh báo cho anh chị em mình chúng ta ở trên group mình, ở trên Zoom mình, và trực tiếp là như vậy, đúng không ạ? Trực tiếp là như vậy, mình gặp anh chị mỗi ngày, mình gặp anh chị em mình chúng ta liên tục cùng với các nhóm trưởng, thậm chí là trong những cái buổi Zoom, buổi Zoom chuyên sâu nâng cao hơn, gặp gặp mỗi ngày. Nhưng mà sao ạ, chúng ta nếu như chúng ta vào một cái nhóm nào đó hay như thế nào đó thì chúng ta không nên anh chị, đúng không ạ? Bởi vì không có phải là họ làm một cái điều gì đó không tốt, đôi khi mình không biết được. Ok anh chị em ha. Chúng ta sẽ quay trở lại ha. Chúng ta sẽ quay trở lại ha. Đó. Quay trở lại không? Đó. Vậy thì chúng ta sẽ bắt nguồn từ cái việc mà mình nâng cao cái giá trị nội tại nội tâm, giá trị bản thân mình lên. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể nâng cao cái giá trị bản thân mình lên đây ạ? Làm thế nào đây? Yes. Chúng ta cần phải làm sao ạ? Anh chị mình chúng ta có thể là comment cho mình biết làm thế nào để chúng ta có thể nâng cao giá trị bản thân của mình lên đây. Về mặt tri thức, về mặt tư duy, về mặt kiến thức, làm thế nào đây anh chị? Đó. Chúng ta cần phải tiếp nạp, đồng anh chị. Từ một cái người bình thường anh chị, không thể nào mà họ đúng không? Mình lấy ví dụ đi anh chị. Chúng ta có đồng ý với mình rằng là sinh ra trong một cái cuộc đời anh chị, không có ai là thông minh không? Không có ai là thông minh gọi là xuất chúng luôn đúng không anh chị? Không. Mà đều là do cái quá trình học tập và rèn luyện phát triển lên. Có rất nhiều anh chị em mình lấy ví dụ đấy ạ, đi thời chúng ta đi học đi. Thời chúng ta đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 ha. Chúng ta đi học, chúng ta rất là mong muốn được điểm cao. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà cái lực học của mình nó không tốt. Vậy nên là mình luôn luôn mong muốn là sao ạ? Mình trước khi hôm thi á, mình sẽ gắn được cái bộ óc thông minh thiên tài nào đó vào để mình có thể làm cái bài thi tốt hơn. Làm được cái bài thi tốt hơn. Vậy thì khi mà chúng ta sao ạ? Vậy thì cái điều đó nó đến từ đâu ạ? Một cái bộ óc thông minh thiên tài nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ cái việc mà học tập, phát triển, rèn luyện
mới có được. Chứ làm sao mà tự nhiên đùng cái có được đâu. Đó. Trước hôm thi là toàn mong sao là sao ạ? Một là quay cóp được bài, hai nữa là sao là hình dung tưởng tượng ra là ông lắp được bộ bộ não của ông nhà bác học nào đó đúng không? Để có thể làm được bài. Nghe kiểu như vậy. Vậy thì sao ạ? À, vậy thì cái việc mà chúng ta những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải anh chị, chúng ta không biết cách giải quyết nó bởi vì cái tư duy, cái trí tuệ của chúng ta không có giải quyết được, không có cao anh chị, vậy nên chúng ta không có giải quyết được. Cũng giống như những cái bài toán mà chúng ta phải thông qua những cái bài thi á, thông qua những bài thi đấy anh chị, chúng ta không có làm được bởi vì chúng ta không có học, chúng ta không có phát triển, chúng ta không có rèn luyện, vậy nên chúng ta không làm được bài. Vậy thì những cái vấn đề về tài chính, về mối quan hệ, về sức khỏe của chúng ta anh chị, về tài chính, về mối quan hệ, về sức khỏe chúng ta đang gặp phải này, đó là do chúng ta sao ạ, đó là chúng ta không có giải quyết được cái điều đó, chưa đủ cái kiến thức trí tuệ để chúng ta giải quyết được những cái điều đó. Theo anh chị em mình rằng nếu như chúng ta có được đúng không ạ, có được cái bộ óc, có được cái đúng không ạ, trí thông minh thiên tài, thì chúng ta có thể giải quyết được những cái điều này không ạ? Thì cái điều những cái về tài chính, về mối quan hệ này nó có còn phải là vấn đề không ạ? Hay cái mục tiêu của chúng ta là hướng đến cái sự tự do tài chính này anh chị, nó còn phải là vấn đề không anh chị? Không, nó không có còn phải là vấn đề đâu anh chị. Những bài toán đó nó không còn phải là vấn đề đâu ạ. Nếu như chúng ta tiếp nạp kiến thức và rèn luyện, nó không còn phải là vấn đề. Đó. À. Thế thì cái điều đầu tiên anh chị, cái điều đầu tiên mà chúng ta, đó chính là chúng ta có ba cách học ha, có ba cách học nha anh chị. Đầu tiên đó chính là chúng ta học từ kinh nghiệm thất bại của người khác anh chị ạ. Chúng ta sẽ học kinh nghiệm thất bại của người khác. Ừ. Để học nhé, cũng là học đấy anh chị. Chúng ta bảo là học 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 đúng không? Ok, nó có ba dạng học. Đương nhiên chả có ai trên cuộc đời này không học hết á, nhưng mà chúng ta học sao đây? Ba dạng. Dạng đầu tiên, học từ kinh nghiệm thất bại của người khác, tức nghĩa là chúng ta thông qua những cái câu chuyện của họ, những cái sự kiện trong cuộc đời của họ, nó không có thành công anh chị, không thành công. Không có thành công anh chị, và chúng ta nhận được, chúng ta thông qua những cái sự kiện, sự việc đó, chúng ta nhìn thấy à, cái người này không có thành công, và chúng ta nhìn thấy chúng ta học được rất là nhiều những cái vấp ngã của họ, chúng ta học được rất nhiều những cái sự trải nghiệm của họ, chúng ta học được rất là nhiều những cái điều mà họ đã vấp phải trong cái thời gian mà họ làm kinh doanh cũng như đầu tư. Đợt vào không anh chị? Đúng không? Và cái cách học này anh chị, cái cách học này này anh chị, đó chính là chúng ta học từ thất bại từ những người khác, nhưng cái cốt lõi là chúng ta không có đúng không ạ, chúng ta có được những cái, chúng ta có được những cái kinh nghiệm thất bại từ họ, nhưng mà chúng ta không tìm ra được cái chìa khóa anh chị, chúng ta không tìm ra được cái chìa khóa để thành công nha anh chị nha, chúng ta vẫn chưa tìm thấy mà, chúng ta không tìm thấy được, bởi vì sao ạ? Bởi vì họ chỉ đang kể về thất bại của họ thôi. Nhưng mà chúng ta nghe những cái câu cái lời cái câu chuyện thất bại để chúng ta tránh né có được không ạ? Đã, đã. Chúng ta bố mẹ cũng bảo chúng ta sao ạ, từng ví dụ như mà dạy cho con của chúng ta đúng không, không có động vào điện, hoặc là không có động vào ổ cắm hay như thế nào đấy, sợ điện giật, hoặc là không có làm cái này làm cái kia, hoặc là không ấy để sợ ảnh hưởng đến mình đúng không? Tức nghĩa là trước đây bố mẹ cũng đã từng rồi, đã bị từng ví dụ như mà bị điện giật chẳng hạn, cắm cơm không may bị điện giật chẳng hạn, ví dụ như vậy. Tôi thì thủ tôi an toàn, nhưng mà sao ạ, tức nghĩa là cũng muốn truyền đạt lại cho con mình
để nó tránh khỏi cái đó ra. Nhằm mục đích là sao ạ? À, muốn tốt cho mình. Muốn tốt cho mình là mình né ra khỏi cái hố đó đi, né ra khỏi cái hố đó. Cũng giống như trên cái bước đường mà tiến đến cái sự thành công anh chị, những cái kinh nghiệm chưa thành công anh chị sẽ cho ta rất nhiều những bài học. À, cho ta rất là nhiều những cái bài học. Ừ, cho ta rất là nhiều những cái bài học, rất nhiều những bài học nha. Cứ và sao ạ? À, kinh nghiệm thất bại thì sao? À, sai rồi sửa, sai rồi sửa, sai rồi sửa anh chị. Và mất rất nhiều những thời gian anh chị. Mất rất nhiều thời gian. Mất rất nhiều thời gian cứ làm sai sửa, sai sửa. Và đa số chúng ta đang làm cái điều đó. Chúng ta học những cái kinh nghiệm thất bại của họ. Chúng ta lắng nghe những cái câu chuyện thất bại của họ để chúng ta tìm ra cái bài học của mình. Để chúng ta trên cái bước đường chúng ta làm kinh doanh, chúng ta né những cái điều đó ra. Chúng ta biết không ạ? Nhưng chúng ta đâu phải là trên cái bước đường hành trình thành công á, nó chỉ là một vài vấn đề như vậy đâu. Có rất nhiều cái chúng ta cần phải học. Có rất nhiều cái chúng ta cần phải học. Mà bạn né không hết đâu anh chị. Anh chị ạ, bạn né không hết đâu. Ờ, được không ạ? Và tự nhiên bạn có một cái niềm tin rằng là à, sai rồi sửa, sai rồi sửa. À, thất bại rồi bắt đầu làm lại tiếp. Đúng không ạ? Yes. Mất rất nhiều thời gian rồi anh chị. Rồi, cái thứ hai đó chính là gì ạ? À, học. Học cái gì ạ? À, học từ chính cái kinh nghiệm thất bại của chính mình. Ừ, đấy. Đúng không ạ? Học kinh nghiệm thất bại từ chính mình này anh chị. À, theo anh chị em mình chúng ta học cái này nhiều không? Ui, phần đông luôn anh chị. Kinh nghiệm thất bại từ chính em, đúng không? Em tự làm, em tự sai rồi em bắt đầu em tự đứng dậy. Kinh nghiệm thất bại từ chính mình. Chính mình tự vẽ ra. Mình tự vẽ ra là mình tự nằm luôn. Mà nằm luôn là không biết là có vực dậy được nổi hay không nữa cơ. Hay là sao ạ? À, chúng ta làm, ví dụ mình lấy ví dụ đi ạ. À, chúng ta làm công ăn lương 5-10 năm chúng ta tích lũy được dòng vốn một cái số vốn. À, sau đó chúng ta bước chân ra chúng ta kinh doanh. Thôi thì chúng ta sao ạ? Tự học chính những cái kinh nghiệm thất bại của mình. À, vừa làm vừa sửa, vừa làm vừa học, vừa làm vừa đi phát triển bản thân, vừa làm vừa đi xem người nào những cái hội thảo nào hay thì mình đi học, đúng không ạ? Và mình tốn rất nhiều thời gian cho cái điều đó, tốn rất nhiều thời gian cho cái điều đó và cho nó cứ lẹt đà lẹt đẹt anh chị, nó không có phát triển bất cứ một cái gì cả, đúng không? Nó cứ lẹt đà lẹt đẹt, nó cứ vậy thôi anh chị. Vậy thì theo anh chị em mình rồi chúng ta có mất rất nhiều thời gian để hướng đến cái sự thành công anh chị. Và đôi khi rằng là khi mà bạn trải đời đủ gọi là nát cái chiếu luôn rồi, gọi là cái tấm chiếu gọi là nó nát luôn rồi, nó mục luôn rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta mới nhìn thấy rằng là khi mà đạt được cái sự thành công nào đó, lúc đó chúng ta không còn trẻ nữa, đúng không? Không còn trẻ nữa. Vậy nên hầu hết là chúng ta thấy những cô chú, đúng không ạ, lớn tuổi có đạt được cái sự thành công anh chị, nhưng mà lớn tuổi mất tiêu rồi, đúng không ạ? Không có đi được đâu, mới nó bắt đầu là dành thời gian để sao ạ, quanh quẩn đến cái nhà thôi, chả đi đâu nữa. Và nhìn lại những cái hoài niệm ngày xưa, nhìn lại là những cái ngày tháng ngày xưa mình đã nỗ lực cố gắng như thế nào, và chính những cái điều đó là bắt đầu sao ạ, à, chia sẻ lại cho con cháu, đúng không? Chia sẻ lại cho những người bạn, chia sẻ lại cho những kinh nghiệm thất bại đấy anh chị. Ừ, đấy 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 đấy, đúng không? Nó gọi lấy câu chuyện làm quà đấy anh chị, đúng không? Ngồi gọi là ngồi uống trà đấy anh chị, trà chiều đấy. Và bắt đầu là sao ạ? À, bắt đầu là chia sẻ lại những cái câu chuyện thất bại.
chia sẻ những câu chuyện mà mình đã hào hùng như thế nào ngày xưa. Có tuyệt vời không ạ? Đương nhiên là rất tuyệt vời nha anh chị. Còn thà hơn là mấy ông là sao ạ? Về hưu là coi như là thôi thôi xong rồi đó. Ít nhất là họ đã có một cái những cái năm tháng rất là kiên cường để đứng lên để đi tìm cái sự thành công cho mình. Điều đấy rất là tuyệt vời nha anh chị. Còn tốt hơn là mấy ông là sao ạ? Bây giờ nói chung là sao ạ? Chỉ đầu tư cho con để sau này, mong con phấn đấu để sau này cải thiện gia đình. Con ạ, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời con ạ, cố gắng lên. Đúng không? Đời đời bố ăn mặn thì đời con cố gắng đi, đúng không? Ừ. Đời gọi là bố đã sao ạ? À, bố đã giải chiếu ra cho con ngồi rồi thì con cố gắng con đi. Nhá. Yeah. Đâu anh chị? Nó là cái điều gì ạ? À. Những cái kinh nghiệm đó rất là tốt anh chị, tuyệt vời đó. Những cái kinh nghiệm thất bại đó. Đúng không? Những cái kinh nghiệm để mà họ kể lại tuyệt vời không ạ? À, tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta vẫn không tìm ra được cái chìa khóa thành công thực sự. Những cái kinh nghiệm thất bại đó nó không mang lại, đúng không? Cái chìa khóa mà mình thực sự đi tìm nè. Tôi muốn một cái công thức thành công, tôi muốn có một cái hành trình để tiến đến cái sự thành công thực sự. Còn những kinh nghiệm thất bại, anh chị em ạ, mỗi thời thì mỗi khác. Nền kinh tế nó có thay đổi không anh chị? Có. Đương nhiên có những cái thứ nó không có sự thay đổi mà nó có sự điều chỉnh. Nhưng nền kinh tế đa phần thì nó có sự thay đổi. Phải thay đổi rất nhiều về thị trường anh chị. Thế thì thách thức nó có những cái sự chuyển biến không ạ? Vâng, có rất nhiều. Thách thức thì có rất nhiều. Vậy thì kinh nghiệm thất bại anh chị, tốt, tuyệt vời. Hay không? Hay. Nhưng mà nó không vẫn không tìm ra được cái chìa khóa mà mình thực sự mong muốn tìm được. À, vẫn chưa tìm được cái chìa khóa mình mong muốn thật sự. Mình lấy ví dụ đi ạ. Bây giờ mình đi ra từ đây, từ Sài Gòn đi ra về Hà Nội đi anh chị. Có nhiều cái phương pháp để đi không? Đi bộ có không? Có luôn. Đi xe đạp có không? Có luôn. Có rất nhiều phương tiện, xe đạp, xe máy, ô tô, máy bay, tàu lửa. Có rất nhiều. Đó. À, quan trọng là chúng ta đi cái phương tiện nào. À, quan trọng nhất là chúng ta đi cái phương tiện nào để đến đó một cách nhanh nhất. Đó ạ. Anh chị em ạ, à, khi họ đi bằng xe đạp thì những vấn đề họ gặp nó khác với người đi ô tô anh chị nha. Đi trên đường tự nhiên vấp phải hòn đá đúng không, nó thùng sam bố ở giữa đường. Ở đấy vấn đề của họ gặp khác mình không anh chị nha. Cái người đi xe đạp nó sẽ khác vấn đề với cái người đi ô tô, và cái người gặp đi vấn đề gặp ô tô nó khác vấn đề của người đi xe đi 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 tàu lửa đúng không ạ? Và cái người đi tàu lửa thì nó khác vấn đề với người đi máy bay. Đó anh chị, chúng ta sẽ có rất nhiều những phương tiện đi. Đó, phương tiện đi quan trọng nhất là chúng ta chọn lựa chọn cái phương tiện nào để nó đến đó nhanh nhất, đến cái mục tiêu của mình nhanh nhất. Thế thì chúng ta mới thấy rằng là, à, những cái kinh nghiệm thất bại đó nó tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. Nhưng đôi khi rằng là cái phương tiện nó đã thay đổi rồi. Ngày xưa phương tiện chủ yếu của chúng ta là gì ạ? À? Là xe đạp. Phương tiện chủ yếu là xe đạp. Đúng không? À, gọi là xe gì? Xe Phượng Hoàng, biết đó, xe đạp. Nhà nào giàu lắm thì mới tích lũy vàng để mà mua cái xe được, đúng không? Một cái xe máy đúng không? Mấy cây vàng, cả vài chục cây vàng. Nó giống như một cái tài sản ấy, anh chị. Hoành trang ở xe đạp thống nhất. Ừ đấy đó. Ừ. Quá trời luôn. Vậy thì chúng ta mới nhìn thấy rằng là phương tiện bây giờ chủ yếu là gì? Ồ, phương tiện chủ yếu bây giờ là xe máy, ô tô, máy bay rồi. Đó, xe đạp chủ yếu là cho mấy người tập thể dục thôi. Đó, ai đâu mà đi xe máy nữa đúng không?
giờ chủ yếu là mấy cái phương tiện đa dụng nhất thôi. Giờ mua xe đạp đem gì để đạp chạy thể dục thôi, để làm gì đâu. Vậy sao à, nó có những vấn đề khác nhau không anh chị? Vậy thì trên cái việc mà chúng ta kinh doanh nó cũng vậy anh chị. À cái kinh doanh cũng vậy. Đó. Nó vậy thì chúng ta phải tìm được cho mình một cái phương hướng nào để chúng ta đi đến cái mục tiêu của mình một cách nhanh nhất. Thời gian của chúng ta có giới hạn không ạ? Có. Tiền bạc của chúng ta có giới hạn không ạ? Có luôn. Sức khỏe của chúng ta có giới hạn không ạ? Có luôn. Đúng không? Vậy thì chúng ta không thể nào thất bại lên, thất bại xuống được. Không thể nào mà chúng ta làm vài năm rồi chúng ta bỏ rồi chúng ta làm cái khác được. Không thể nào mà để chúng ta để những cái thất bại quá nhiều làm cho bạn mất đi cái ý chí và niềm tin được. Bởi vì tất cả những thứ mà chúng ta đang có nó đều hữu hạn. Anh chị. Nó đều hữu hạn hết anh chị. Yes. Vậy thì cái cách học thứ ba này này anh chị. Cái mà mình cực kỳ tâm đắc rồi anh chị, và mình đã học và noi gương trong xuyên suốt những năm qua để có được những kết quả như ngày hôm nay anh chị. Đó chính là cái số 3, đó chính là học kinh nghiệm thành công. Đó, và chúng ta thành công luôn. Học từ những cái kinh nghiệm thành công, từ những con người thành công anh chị. Học kinh nghiệm thành công từ những con người thành công và chúng ta thành công luôn. Đúng không? Học kinh nghiệm từ đó, kinh nghiệm thành công này, kinh nghiệm thành công này từ những con người thành công nha, có phải là học kinh nghiệm thành công từ những người chưa thành công không? Không, từ những con người thành công, từ từ người thành công. Ừ, đâu ạ? Yes, từ những người thành công. Và bao nhiêu trong số anh chị em mình chúng ta đồng ý với mình rằng là nếu như chúng ta có một cái công thức nào đó, nếu như chúng ta biết một cái điều gì đó, chúng ta biết một cái bí mật nào đó, chúng ta biết một cái điều gì đó để hướng để đạt được cái sự thành công, mà không những một vài người mà vậy rất rất nhiều người trong xuyên suốt những năm qua, một cái bộ công thức để giúp chúng ta đạt được những cái sự thành công, đạt được những cái kết quả, giúp chúng ta phát triển và mở rộng cái dòng tiền của chúng ta ra, chúng ta áp dụng vào, chúng ta lấy, chúng ta áp dụng thì giơ tay và nói tôi ạ. Chúng ta sẽ lấy cái điều đó ra để chúng ta áp dụng, đúng không? Chúng ta chỉ cần phải ráp vào thôi. Chúng ta chỉ việc làm theo và ráp vào thôi. Rồi chúng ta thành công luôn. Lúc đó bạn có cần phải chứng minh không? Không, bạn không cần phải chứng minh đâu. Nhưng có rất nhiều người sẽ ngồi chứng minh này anh chị. À, nó liều lạ vậy đó. Ừ. Có rất nhiều người ngồi chứng minh xem, chứng minh xem nó có thành công không. Đó là một trong những cái tư duy khiến cho họ chưa có thành công anh chị. Là suốt ngày chứng minh công thức, đúng không? Suốt ngày chứng minh cái điều đó, không biết là cái điều đó nó thì thành công hay không, không biết là cái điều đó là như thế nào, mình vừa làm vừa thử xem như thế nào đây anh chị em ạ. Còn những người á, họ tin, họ không có chứng minh anh chị ạ, và họ nhìn thấy được những kết quả của người khác anh chị, và họ tin và họ làm theo luôn. Giống như ông Tè ấy, ông có nói không nào? Đúng không? Ông có nói rằng là ông có nói rằng là bởi vì bạn chưa có gì cả, vậy nên là bạn cứ tin đi, biết đâu rằng là sao ạ, nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn thì sao? Ông té cơ, ông có nói. Tôi nghi ngờ những cái điều đó, tôi không biết phải như thế nào hết, nhưng mà tôi thấy rằng là trong lúc đó tôi chả có gì cả, vậy nên là tôi cứ tin thử một lần xem như thế nào. Anh chị ạ. Đó. Còn những người chứng minh xem cái điều đó có thành công hay không. Ở trong cuối cuốn Bí mật tư duy triệu phú anh chị có thể mở ra chúng ta đọc ha. Đó. Và đương nhiên rồi, những cái nội dung, những cái kiến thức, những cái sự chia sẻ của mình hay các vị doanh nhân trong câu lạc bộ trí tuệ ưu tú đều đúc kết từ những trang sách, đúc kết từ từ những cái buổi phân tích sách, những cái kiến thức của các triệu phú la, các đa triệu phú la, các tỷ phú la để mà chia sẻ cũng như lan tỏa đến cho anh chị em mình.
Và tất cả những cái điều đó đều có mà. Vậy thì anh chị em ạ, à, cái người thành công của anh chị, họ đi, họ đều là để lại dấu vết hết anh chị. Quá trời sách luôn anh chị, ở trong đó có rất nhiều luôn. Chúng ta không chịu đọc thôi. Chúng ta không có chịu đọc thôi anh chị. Chúng ta không chịu đọc thôi, chúng ta không chịu tiếp nạp thôi. Ở trong đó có rất nhiều những cái kiến thức hay luôn anh chị. Có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải học hỏi luôn đó. Mà tại sao chúng ta không học hỏi từ những người thành công? Anh chị ạ. À? Bởi vì chúng ta luôn có một quan niệm rằng là sách nó chỉ là một diễn giả nào đó viết ra thôi. Anh chị ạ. À? Chúng ta chỉ quan niệm rằng là sách nó là một cái gọi là một cái lý thuyết nào đó của một diễn giả nào đó viết ra thôi. Nhưng chúng ta có biết không ạ? Bác nói chung cơ chúng ta bác vẫn còn sống đấy. À, bác tôi Anthony Robbins bác vẫn còn sống đấy. Bác té cái cơ ấy. Đó là những con người thật, những tỷ phú la, các triệu phú la có thật, họ vẫn đang sống và làm việc và trở thành tỷ phú la đấy chứ. Tại sao bác không đọc? Đúng không? Tại sao bác đọc? Và sao ạ? À, khi mình đọc những cái điều đó, mình mang những cái kiến thức đó để chia sẻ đến cho anh chị em mình. Đúng không ạ? Mình đâu có biên chế đâu anh chị, mình không có chế nha, bởi vì đó là những kiến thức từ những người thành công thực sự. Mình không chế đâu anh chị, bởi vì chế anh chị, chế ra nó là mang cái tư duy của mình. Đúng không? Và nó chế ra nó là góc nhìn của mình. Vậy nên sao ạ? Tại sao mình học từ người thành công và thành công luôn? Đó. Đó. Vậy nên chúng ta có cần phải chứng minh không ạ? Không phải về chứng minh đâu anh chị. Là miễn sao cái điều đó nó giúp cho bạn kiếm ra tiền và rất nhiều tiền. Đúng không? Nó giúp cho bạn ra được cái đáp số kìa. Ví dụ như mà định lý Pythagore đi anh chị. Ừ. Chúng ta có cần phải chứng minh không? Bạn còn chứng minh lý do tại sao 1 nhân 1 bằng 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 1 không? Mà tại sao 1 cộng 1 bằng 2? Tại sao nhân nó lại 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 ra bằng 1 mà tại sao cộng nó lại ra 2? Bạn có cần phải chứng minh không? Không. Anh chị. Nhưng miễn sao cái điều đó, cái công thức đó nó giúp cho bạn đạt được kết quả anh chị. Đúng không? Tại sao lại phải nhân chia trước mà cộng trừ sau? Đúng không? Tại sao lại như vậy? Bạn có phải đi chứng minh không? Bạn chứng minh đi. Và bạn sẽ mất rất nhiều thời gian với cái điều đó để bạn chứng minh. Ừ. Tại sao lại bán hàng lại phải marketing nhỉ? Không marketing có được không? Đúng không? Việc gì phải đi marketing làm gì? Việc gì mà mình cần phải bán hàng làm gì? Việc gì mình cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân làm gì? Bạn chứng minh đi. Đúng không? Đó. Nó đó anh chị. Đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy là à, cái sự khác biệt giữa người biết marketing, đúng không ạ? Biết xây dựng thương hiệu cá nhân, biết bán hàng với người mà chỉ có bán hàng lẹt đẹt và đúng không ạ? Đăng hình lên để trông chờ khách hàng mua hàng, thì người nào là cái người mà bán hàng tốt hơn, người nào là người kiếm tiền nhiều hơn, chúng ta tự trả lời. Thế nên chúng ta có cần phải chứng minh không ạ? Không. Chúng ta không có làm bản chứng minh anh chị. Chúng ta chỉ cần hiểu rằng là cái điều đó giúp cho chúng ta đạt được cái kết quả, đạt được cái sự thành công, đạt được cái lợi nhuận của mình, đạt được cái mục tiêu của mình. Được. Vậy thì chúng ta mới thấy rằng là để tiến đến cái sự thành công anh chị thì chúng ta cần phải học những cái kinh nghiệm thành công từ những con người thành công. Anh chị ạ. Ở những con người thành công. Ừ. Mình lấy ví dụ cho anh chị em mình chúng ta một cách rõ ràng nhất này. Năm 1960, Hàn Quốc là một quốc gia sau chiến tranh thế giới thứ hai anh chị. Và họ, đúng không ạ? Họ lúc đó là họ kiệt quệ luôn anh chị. Họ chìm trong biển lửa luôn anh chị.
Nhưng mà sao ạ? Họ có những cái chiến lược, những cái người nhà lãnh đạo của Hàn Quốc anh chị, họ đã có một cái chiến lược vô cùng tuyệt vời. Đó là gì ạ? Họ nhìn thấy cái sự thành công của Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai, sau khi mà hai quả bom nguyên tử rơi xuống anh chị. Họ nhìn thấy cái điều đó và họ nhìn thấy rằng là Nhật Bản cũng như vậy. Tại sao họ lại phục hồi kinh tế nhanh như thế? Thì họ đã làm theo người thành công luôn anh chị, là Nhật Bản luôn. Tức nghĩa là như thế nào ạ? Họ làm theo bằng cách nào ạ? Họ in toàn bộ, đó ạ, họ in toàn bộ sách giáo khoa của Nhật Bản anh chị ạ. In toàn bộ sách giáo khoa trừ văn học và lịch sử thôi, đúng không ạ? Họ học toàn bộ những sách đó, khoa học luôn, họ không có biên chế gì hết anh chị, học luôn. Họ tập trung vào học theo người thành công. Lúc đó họ đi tìm tìm đi, đi đi tìm không anh chị? Không, họ không đi tìm, mà họ thấy cái sự thành công của Nhật Bản, họ thấy cái sự vực dậy sau khi hứng chịu hai quả bom như vậy mà họ vẫn đang phát triển lên, họ học theo luôn anh chị. Và những nhà lãnh đạo của quốc gia đó, họ cử những con người xuất sắc nhất, những con người ưu tú nhất, những con người trí tuệ nhất đi sang Mỹ anh chị. Đi sang Mỹ để học hỏi, để về phát triển đất nước anh chị. Họ học từ những con người thành công anh chị. Anh chị, họ học chứ họ không có ngồi đó họ cải biên, họ sáng chế đâu anh chị. Họ không có chứng minh đâu anh chị. Được không? Và chúng ta thấy rằng là sao ạ? Từ những cái điều đó họ học. Rồi sau đó là sao ạ? Khi mà có cơ hội phục hồi phát triển đất nước, họ quay về đất nước để họ phát triển. Chúng ta nhìn thấy rằng là sao ạ? Khi nhắc đến Hàn Quốc thì chúng ta những cái năm năm thập niên 90 anh chị, 2000 anh chị. Chúng ta khi nhắc đến Hàn Quốc thì chúng ta sẽ nghĩ là gì ạ? Cái điện ảnh thì đúng không? Vâng. 2000 và điện ảnh, phim. Đúng không? Đó. Những cái điều đó đến từ đâu ạ? À? Vâng. Đó là đến từ những cái chuyên gia mà họ đã được đào tạo, đã được học hỏi từ những quốc gia khác, điển hình như là Mỹ đấy chị. Và học từ những con người thành công đấy anh chị. Phim đấy anh chị em. Vần Sao Băng rồi là những cái phim mà thế hệ 8X, 9X ha. Quá trời luôn. Vào trong phòng nhà người nào cũng thấy toàn những ảnh gọi là fan hâm mộ đúng không ạ? Chúng ta gọi là sao? Mình gọi là cái phòng của mình là đóng choét tường luôn anh chị. Đóng choét tường luôn, lấy đinh, cái đinh nó nhỏ nhỏ như này này anh chị. Đó. Đang đóng đinh này kia đúng không ạ? Đã theo vậy đó. Hâm mộ mà anh chị, rồi đến lúc sau đóng rồi, đến lúc là rút ra đấy nó lở hết tường luôn. Nhìn trông nó chán đời vô cùng anh chị em ạ. Chúng ta có nhớ không ạ? Chúng ta có anh chị nào giống như mình đóng két tường luôn. Các bạn rất là vui, như đặc biệt là những anh chị 8X ha. Lúc đó là anh chị 8X là lúc đó là cũng lớn lớn tuổi rồi, là mê lắm, thích lắm. Lúc đó là mình còn nhỏ, nhưng nói chung là đóng tường là cái chuyện hết sức bình thường, đúng không? Đó. Đó à. Vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là điển hình như đất nước Hàn Quốc như vậy, họ đã học từ những người thành công và họ trở nên thành công luôn, họ đạt được những cái kết quả vượt sức mong đợi anh chị, vượt sức mong đợi. Vậy thì ở trong kinh doanh nha anh chị, chúng ta hãy đúng không ạ, học từ những con người thành công và đạt được những cái sự thành công luôn. Yes.
Vậy thì ở môi trường này, ở câu lạc bộ trí tuệ ưu tú, những có những cái kiến thức, có những cái tư duy, có những cái trí tuệ, có những cái đúng không ạ, buổi Zoom để lan tỏa, để chia sẻ và trở thành một cái môi trường để giúp cho anh chị em mình rèn luyện. Vậy thì bao nhiêu số anh chị em mình chúng ta sẽ đồng hành cùng với câu lạc bộ trí tuệ ưu tú, giơ tay và nói tôi. Yes. Đúng không ạ? Đồng hành cùng với câu lạc bộ mình, theo sát chúng ta từ những cái buổi Zoom học tập phát triển. Yes. Ở nơi này không có, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ở nơi này sẽ giúp cho bạn có một cái môi trường để phát triển thực sự. Đúng không? Bởi vì chúng ta biết rằng là, biết rõ rằng là có rất nhiều người học các lớp phát triển bản thân ngoài kia, họ vẫn không đạt được thành công anh chị, bởi vì họ thiếu đi môi trường để rèn luyện anh chị ạ. Thiếu đi một môi trường để rèn luyện, cũng giống như một cái cây anh chị, đâu phải bạn cứ rãi cái hạt ra đó, hôm nay bạn đúng không, hôm nay bạn rãi cái hạt ra đó và sau đó là bạn trông chờ cái cây nó lớn lên, đâu đâu có đâu anh chị. Nó cần phải hàng ngày bạn tưới nước, mà bạn tưới nước một hai ngày nó đâu có lên đâu anh chị, nó đâu có lên đâu. Nắng một, bạn tưới nước hai hôm, nhưng nắng thời tiết khắc nghiệt một hôm thôi nó đã không lên được rồi. Vậy thì bạn phải tưới nước hàng ngày, hàng ngày. Cũng giống như cái kỹ năng mà bạn học với anh chị, kỹ năng về bán hàng, kỹ năng về sale, kỹ năng về marketing anh chị, kỹ năng về xây dựng thương hiệu cá nhân anh chị, nó cũng cần phải được rèn luyện, được được học tập, được phát triển, được đồng hành, được giúp đỡ mỗi ngày thì nó mới bắt đầu phát triển được chứ. Cũng giống như cái việc mà bạn đi học, bạn học được một vài hôm, bạn căng mắt ra bạn học 4 năm buổi bạn đúng không, bạn không dám đi vệ sinh thì sợ tiếc chữ đúng không, bạn đúng không? Bỏ bê đúng không, tất cả mọi thứ để mà sao ạ, để mà đi học với mục đích là mình muốn kiếm tiền, với mục đích là mình muốn có kết quả, nhưng chúng ta chỉ trong vòng tuần sau thôi chúng ta lại quay trở về con người cũ, bởi vì cái niềm tin và hy vọng đó nó chỉ nhom nhém lên thôi, nó chưa sống được ở trong mọi người anh chị đâu, nó chỉ nhom nhọ gọi là những gọi là ngọn nến trước gió đấy, gọi là sao ạ, gọi là lúc nào nó phập phồng lắm. Đúng không? Ngọn nến trước gió, ngọn 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 đèn dầu anh chị, bắt đầu sao ạ, khi mà tiếp nạp cho thêm ít dầu lại bắt đầu lại cháy phừng phừng, hết dầu phát lại tắt ngúm luôn. Ừ. Thế thì bạn cần cái môn, có một môi trường để liên tục có cái sự có cái dầu ở trong đó để giúp cho cái ngọn lửa bên trong bạn luôn luôn cháy, luôn luôn đúng không ạ, bừng bừng sáng anh chị. Ừ. Chứ không là đi học vài hôm thấy sao ạ, đi học vài hôm cho thêm ít dầu vào bắt đầu sao ạ, lại em lại sáng ngay, em lại nỗ lực ngay, em cố gắng ngay, em quyết tâm hết dầu pha từ cỡ khoảng 1 tuần sau hết dầu rồi thôi, học cho cũng biết vậy, học cho có vậy thôi, chứ cần chịu thế thì làm sao được anh chị, không được đâu anh chị. À đâu ạ, một số anh chị chúng ta bận thì chúng ta có thể rời Zoom trước ha, có vấn đề gì. Vậy thì chúng ta cần phải làm sao đây ạ? À? Có một môi trường để rèn luyện, môi trường để rèn luyện, điều đó nó quan trọng lắm anh chị. Một tư duy, một kiến thức để mà ứng dụng nó cũng phải rèn luyện chứ đừng có nói. Bạn không rèn luyện làm sao nó trở thành của bạn được, đúng không? Bạn không rèn luyện làm sao nó trở thành của bạn được. Bây giờ mình nói đơn giản thôi, ngay bây giờ chúng ta học trong buổi Zoom, chúng ta được học rằng là hãy nói những lời nói tích cực, hãy có một cái ý niệm tích cực thì cuộc đời của bạn sẽ thay đổi. Ok, em đã tốt nghiệp tư duy này, bây giờ em sẽ suy nghĩ tích cực. Tuyệt vời quá đúng không? Mình kiếm tiền được, mình giỏi mà, mình hạnh phúc mà, mình vui mà, mình giàu có mà, mình kiếm nhiều tiền mà. Anh chị em ạ, cái suy nghĩ đó
nó duy trì được bao lâu? Bởi vì nó không phải của mình mà bạn đang mượn của người khác, anh chị. Nó không phải của mình, anh chị. Khi nó là của mình thì bạn chả cần phải nói với bất cứ ai rằng là tôi có thể làm được, anh chị. Nếu mà nó là của bạn rồi á, bạn không phải gào lên là tôi là chủ. Tôi là người tích cực. Bà không phải gào lên. Bởi vì bà không gào lên bởi vì nó luôn ở trong bạn. Yes. Nó luôn ở trong bạn. Vậy tại sao, đúng không? Nó luôn ở trong bạn. Và cái sự tích cực đó nó được phát ra một cái trường năng lượng bên ngoài. Ánh mắt của bạn, cử chỉ của bạn, thái độ của bạn, hành động của bạn và sự thành công của bạn. Nó hành động nó toát ra bên ngoài luôn, nó là của bạn, được không ạ? Yes. Chúng ta hiểu được điều này không ạ? Vậy thì để được có được điều đó thì chúng ta cần phải rèn luyện. Đâu phải lúc nào bạn cũng nói được cái điều đó đâu, đâu phải lúc nào bạn cũng nhớ được đâu. Yes. Bao nhiêu số anh chị mình chúng ta hiểu được điều này cho tay mà nói tôi ạ. Hả? Ừ. Vậy thì sao ạ? Vậy thì khi mà chúng ta, đúng không ạ, chúng ta biết được những cái tư duy, những cái kiến thức từ những kinh nghiệm thành công của những người thành công, chúng ta áp dụng luôn, đúng không ạ, để chúng ta đạt được những cái sự thành công. Vậy thì sao ạ? À, cái tư duy đầu tiên đó chính là chúng ta, những cái người mà thành công về tài chính anh chị, và mình tin chắc rằng là mình đã nói về cái điều này rất nhiều lần rồi, mình không muốn nhắc lại quá nhiều cái điều này nữa. Đó chính là cái tư duy đầu tiên. Đó là họ chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của họ. Đây là cái điều mà trong buổi Zoom về tư duy nào mình cũng nói cái điều này đó. Người thành công họ luôn chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của họ, với sổ gạo của họ. Họ tập trung với 100% với cái gì ạ? Với trách nhiệm với cái gì ạ? À, với bình sữa của họ. Ừ. Họ không có đổ lỗi cho số phận đâu anh chị. Có rất nhiều người đổ lỗi cho số phận của họ. Có rất nhiều người nói rằng là sinh ra mỗi con người đều có số phận khác nhau. Người nào số phận giàu thì số phận giàu nó định sẵn. Không nói anh chị. Bởi vì cái việc giàu trở nên giàu có là cái việc mà bạn có thể làm được. Anh chị, cái việc trở nên thành công và giàu có là cái việc mà bạn có thể làm được. Bạn có thể làm được. Hãy đừng quan tâm xuất phát điểm của bạn. Hãy đừng quan tâm những điều bạn đang gặp phải. Mà hãy hướng đến tương lai. Hãy nghĩ về tương lai của bạn. Hãy nhìn thấy con người tương lai bạn muốn trở thành. Cái sự giàu có của bạn trong tương lai là như thế nào? Hãy nhìn thấy điều đó. Còn vất vả anh chị hay khổ hoặc là có những điều này điều kia, những cái điều đó anh chị không có ai, không có ai khổ hơn ai đâu anh chị ạ. À, không có ai vất vả hơn ai, không có ai làm thước đo. Hãy nên những điều đó, đừng lấy điều đó ra làm thước đo, có được không ạ? À, đừng lấy cái thách thức của mình ra làm thước đo, được không ạ? À, yes. High five chính bản thân mình, tỉnh táo lên. Yes. Đúng không ạ? Đừng lấy cái thách thức của bạn ra làm thước đo. Ừ. Nó không có cần xứng anh chị ạ. Bởi vì đối với bạn ok, nhưng đối với người khác thì ok lắm. Anh chị. Vậy thì sao ạ? Vậy thì sự thành công đó là gì ạ? À, sự thành công đó là cái chuỗi, đúng không ạ? Đó là cái chuỗi mà chúng ta có những cái sự lựa chọn và quyết định đúng. Anh ạ, sự thành công nó đến từ cái chuỗi là do sự lựa chọn của bạn và những cái quyết định của bạn nó đúng. Vậy nên là nó đúng, nó đúng, nó đúng thì kết quả nó đúng. Anh ạ. Còn nếu như mà
nó sai nó đúng, nó sai nó đúng, ở bắt đầu là sao, kết quả nó dập dìu luôn. Nếu như có những sự lựa chọn sai, có những quyết định sai, thì kết quả của bạn cuối cùng nó vẫn là sai đó, đúng không? Không giống như cái việc này à, bạn muốn có một cái cơ thể khỏe mạnh, bạn lựa chọn là bạn sẽ tập thể dục mỗi ngày, bạn có những cái quyết định rõ ràng và mục tiêu rõ ràng cho cái việc mà tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, có những cái quyết định để giúp cho bạn ăn uống, đúng không? Thay vì là sao à, mình ăn cái món này thì mình lựa chọn món này để ăn sức khỏe tốt hơn, để giúp cơ thể mình tốt hơn. Thì sao ạ? À, đó là chuỗi cái lựa chọn và quyết định đúng. Và lựa chọn và quyết định đúng anh chị, đó là do ai quyết định và lựa chọn? Đây, đây, đây. Do ai quyết định và lựa chọn à? Do mình chị. Có phải do số phận không? Có phải là do số phận lựa chọn mình không ạ? Không, nó có lựa chọn dùm mình đâu. Vậy thì cái số mệnh thì ai cũng có, nhưng để thay đổi số mệnh thì là do mình. Thay đổi số mệnh là do mình sinh ra trong một cái gia đình nghèo khó, nó không có phải lỗi của bạn. Để trở nên thành công, giàu có, hạnh phúc, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn. Chứ mình không có dùng cái điều mà không tích cực nha. Sống trong cùng cực, giàu nghèo khó là lỗi của bạn, không, mình không có dùng cái từ đó. Mà là gì ạ? À? Trở nên thành công, giàu có, hạnh phúc trọn vẹn, đó là trách nhiệm của bạn. Yes. Vậy nên là mình nói rồi, đừng lấy những thách thức của bạn ra làm thước đo. Vậy thì sao ạ? À, vậy thì kết quả của bạn đó chính là một chuỗi hành động đúng hoặc là không đúng. Kết quả của bạn hiện tại này, đó là một chuỗi hành động đúng hoặc là không đúng, thế thôi. Nếu như hành động của bạn đúng, lựa chọn của bạn đúng, quyết định của bạn đúng, kết quả của bạn này đã khác rồi. Bạn lựa chọn sai, ok, bạn phần cần phải là em lựa chọn lại, đúng không? Có gì đâu, đúng không? Em làm lại chả vấn đề gì hết đó. Rồi, ok. Và có một cái ví dụ điển hình cho cái điều này này anh chị, đúng không? Có một cái ví dụ điển hình mà có một cái câu chuyện ha, mình sẽ lấy một cái câu chuyện để chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều này một cách rõ ràng hơn. Một cái gia đình kia thì có ba người con, có ba người con anh chị, và ba người con cái và mẹ nó nói rằng là con ơi, mẹ đưa 10 đồng để đi mua sữa cho con, đi mua sữa cho mẹ, giao cái đứa thứ nhất. Và sao bạn, nó đi mua sữa cho mẹ nó cầm 10 đồng đó đi mua sữa và mua được 1 lít sữa chẳng hạn này, và nó rất là vui vẻ để chạy về, và đang đi giữa đường thì nó vấp ngã ra đó, và sao ạ, nó làm đổ mất cái sữa đó, và nó về nó khóc bù loa lên, nói với mẹ nó. Nó nói với mẹ nó rằng là con đang đi tự nhiên là dép nó bị trơn, tự nhiên là đường, tự nhiên nó có cái viên gạch ở đó, tự nhiên nó vấp phải cái hòn đá, chứ con không có làm gì hết. Con cũng muốn rằng là mang cái sữa này về cho mẹ lắm, nhưng mà không may, đúng không? Cái dép nó bị trơn, cái dép nó bị đứt, cái viên gạch tự nhiên nó nằm ở đó. Anh chị. Mà vào nó khóc bù lù loa lên. Nó đổ lỗi cho cái này, nó đổ lỗi cho cái kia, nó đổ lỗi do dép của nó đổ lỗi do cái viên gạch đó, nó đổ lỗi do cái thời tiết ngày hôm đó nó bị mưa, vậy nên nó trơn trượt, nó làm đổ, chứ nó không phải là do tại nó. Và mẹ nói ok được rồi, không sao con, đúng không? Không sao, thôi nín đi, đừng có khóc, còn nước là còn tát, đúng không ạ? Đó,
Vậy về sao ạ? À, đứa thứ hai đâu rồi? Ra đây mẹ sai, đúng không? Ngày hôm sau nhờ đứa thứ hai đi cũng đưa 10 đồng, đúng không ạ? Đi cho mua cho mẹ ly sữa, và nó cũng rất là ok để con đi mua. Và sao ạ? À, nó cũng đi này kia đúng không, rất là vui vẻ, mặt mày hớn hở để chạy về đưa sữa cho mẹ. Nhưng mà sao ạ? À, nó cũng bị vấp ngã cái chỗ đó anh chị, nó cũng bị vấp ngã cái chỗ đó, nó cũng bị té cái chỗ đó, vậy nên sữa nó không còn, nó đổ mất một nửa. Đổ mất một nửa. Và cuối cùng sao ạ? À, bạn này bạn mới về, bạn ấy nói rằng là mẹ ơi con gặp mà con bị trơn trượt, con bị sao ạ? À, con bị vấp ngã chỗ kia, nhưng rất là may mắn, đúng không? Rất là may mắn rằng là cái số sữa nó không bị đổ hết, nó vẫn còn một nửa ở đây, rất là may mắn là như vậy. Và sao ạ? À, mặc dù là bạn ấy sao ạ? À, mặc dù là bạn đó bạn bị đổ, nhưng mà bạn có một cái thái độ rất là tích cực, đúng không? Có một cái thái độ rất là tích cực với cái điều đó, đúng không? Bạn ấy đúng không? Biết ơn những cái thứ đang còn, ví dụ đang còn nửa lít, đúng không? Vẫn đang còn nửa lít, bạn rất là biết ơn cái điều đó, và bạn ấy rất là vui, và rất là vui cái điều đó, đúng không? Rất là may, trong cái rủi có cái may, rất là tích cực. Đúng không ạ? Rồi, và ok, và đứa thứ ba, đứa còn lại, mẹ vẫn giao cho nó đi mua tiếp. Đi mua tiếp. Thì cái bạn này nè anh chị, cũng đi mua, cũng cầm 10 đồng đi mua, và cũng không may bị vấp phải cái điều đó. Vấp phải, gặp phải cái thách thức đó, gặp phải cái vấn đề đó là bị trượt ngã. Anh chị, cũng trượt ngã anh chị. Nhưng mà anh chị mình biết không ạ? Bạn ấy nói, bạn cũng rất là tích cực ha. Bạn cũng về bạn nói với mẹ bạn ấy. Nhưng chúng ta có biết không ạ? Bạn ấy đã sao ạ? À, bạn ấy đến chiều đến, bạn ấy đã ra chợ ha. Bạn đã ra chợ. Bạn ấy làm thêm những công việc này, bạn làm việc này việc kia để đủ 5 đồng còn lại để mua nốt lại cái nửa lít sữa lúc sáng bạn ấy làm đổ. Anh chị ạ, nửa lít sữa bạn làm đổ. Thế thì theo anh chị em mình này, trong ba đứa trẻ này này, ba đứa trẻ này, thì tương lai của nó ai sẽ là người giàu hơn, ai là người giàu đó, ai sẽ là người giàu? Một cái đứa là đổ lỗi, một bạn ok có một cái thái độ tích cực tuyệt vời, và cái bạn thứ ba đó chính là bạn ấy chịu trách nhiệm với những cái việc mà bạn ấy làm, bạn chịu trách nhiệm phần 100% với cuộc đời của bạn ấy. Bạn là do bạn ấy, là chính bạn ấy làm đổ cái điều do đó, đúng không? Vậy nên bạn làm mọi cách để có thể hoàn tất được cái công việc đó, hoàn tất được lại cái điều đó, đúng không? Nó có trách nhiệm với những điều mà nó làm, nó có trách nhiệm với những cái nhiệm vụ mà nó được giao, anh chị ạ. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng luôn, đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, cái việc mà bạn, cách mà bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc, anh chị ạ. Cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Sự kiện nó có giống nhau không ạ? Giống nhau. Chúng ta cùng đi trên một cái hành trình làm giàu, trên một cái hành trình tiến đến cái sự thành công, trên một cái hành trình chúng ta gặp những cái vấn đề khác nhau, anh chị ạ. Chúng ta gặp những cái vấn đề giống như nhau, chúng ta gặp những cái khách thách thức chắc chắn rồi, mỗi một thách thức một vẻ, nhưng chúng ta đều gặp thách thức hết, chúng ta đều giống nhau một cái, đó chính là chúng ta đều gặp thách thức, chúng ta đều gặp những vấn đề,
Nhưng thường thì chúng ta luôn lựa chọn trở thành đứa trẻ số 1. Anh chị ạ. Chúng ta luôn lựa chọn chúng ta trở thành đứa trẻ số 1. Anh chị. Chúng ta đang đi trên hành trình của chúng ta. Chúng ta đi trên cái hành trình mà chúng ta muốn hướng tới. Đào hoa. Yes. Cuộc đời này là do chính chúng ta quyết định nó anh chị. Không có ai đâu anh chị ạ. À. Không có một thầy bà nào phán cho mình đâu anh chị ạ. À. Không một thầy bà nào phán cho mình đâu anh chị. Mình lấy ví dụ đi ạ. À. Ví dụ như trời Phật độ chúng ta cũng phụ thuộc vào hành động và suy nghĩ của chúng ta ấy, thì mới độ. Đúng không? Bây giờ làm ác nó cứ đòi độ, độ sao được? Đúng không? Làm đúng không? Suy nghĩ thì không có tích cực, suy nghĩ thì muốn là ủ mưu hại người khác, hoặc là sống không có đàng hoàng tử tế, cứ đòi độ, độ ai? Có độ giờ sao độ được? Thì ví dụ như vậy, bạn muốn giúp đỡ ở trời Phật lắng nghe mình giúp đỡ mình, thì bạn cũng phải có cái tâm niệm, bạn cũng còn một suy nghĩ, bạn cũng cần phải có một cái hành động. Nhưng cũng như vậy anh chị. Vậy tại sao chúng ta luôn lựa chọn là đứa số 1 vậy anh chị? Tại sao thế? Tại sao chúng ta lại lựa chọn vậy? Đó ạ. Bởi vì đó là một thói quen anh chị. Đó là một thói quen. Này anh chị. Vậy thì chúng ta cần phải trở thành chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của mình. Khi bạn chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của mình anh chị, bạn chịu trách nhiệm những cái điều bạn làm, bạn chịu trách nhiệm với nhiệm vụ của bạn, bạn chịu trách nhiệm với đời sống của bạn, bạn nhịn có trách nhiệm với gì ạ? À, với tương lai của bạn, thì cuộc đời của bạn sẽ thay đổi 180 độ luôn anh chị. Theo anh chị em mình này, một người nhân viên thôi, mình nói ví dụ bây giờ bạn làm chủ doanh nghiệp đi, một cái người mà nó chuyên gia nó đổ lỗi mà một đứa là sao ạ, à, nó im im nó chịu trách nhiệm về nó, bảo nó hoàn thành công việc kệ sếp đi nói gì, đương nhiên có sai thì có sửa nhưng không sao, nó vẫn hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình, nó hoàn thành những cái điều mà nó được giao phó. Theo bạn, bạn sẽ tăng lương cho ai? Nói động đến cái thằng số 1 cái là sao ạ? Mồm 5 miệng 10, nó gào, nó cãi. Đúng không ạ? Nó gào, nó cãi, nó đổ, nó hết người nọ, người kia. Bạn tăng lương cho ai? Điều gì sẽ xảy ra? Anh chị em ạ. Chúng ta nhìn thấy rõ mà. Chúng ta nhìn thấy điều rõ rõ ràng luôn á. Thế thì giàu hay chưa giàu, nó phụ thuộc vào suy nghĩ và hành động của chúng ta đấy. Vậy nên là ngày xưa mình hay đổ lỗi lắm, ngày xưa mình hay đổ lỗi lắm anh chị, ở đó này đó kia, nhưng mà sao ạ, à, khi mà mình biết tư duy này mình ngộ ra rất nhiều luôn anh chị. Mình không có thành công bởi vì là do mình thế này, do thế kia, do thế nọ, do thế trai, mình không có làm được bởi vì do cái này do cái kia, đổ lỗi người này người kia, và luôn biến mình trở thành một nạn nhân anh chị. Và một nạn nhân thì có giàu được không anh chị? Một nạn nhân thì không có giàu được. Một nạn nhân thì không có giàu được anh chị. À, một nạn nhân thì không giàu được. Vậy thì chúng ta có muốn trở thành một người nạn nhân không ạ? Không. Họ luôn đúng không ạ, là một cái người mà chỉ người khác hãm hại họ thôi, không có ai hết đúng không ạ? Yes. Nó đây anh chị. Hai pha những bản thân mình, tôi chịu 100% trách nhiệm 100% với cuộc đời của tôi. Đúng không? Đó. Đâu ạ? À? Đó. Nhìn cái. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta chịu trách nhiệm 100% cuộc đời mình không ạ? Yes. Rồi, ok. Đó là nội dung của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Yes. Chúng ta đã tốt nghiệp được nhiều bài học trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Yeah. Bao nhiêu số anh chị em mình chúng ta đã tốt nghiệp được
tất cả những cái nội dung cái bài học trong ngày hôm nay rồi thì có thể giơ tay và nói tôi. Yes. Ok. Rồi được không ạ? Và hẹn anh chị em mình chúng ta vào trong buổi Zoom ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em mình. Cảm ơn ban tổ chức cũng đã hỗ trợ mình cũng như là tất cả chúng ta. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.